Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Cục Thuế tỉnh Bình Định kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư là công ty cổ phần Thị Nại Ecobay thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với dự án khu du lịch sinh thái đầm Thị Nại thuộc hai phường Đống Đa và Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Theo Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn, tính đến cuối tháng 8 năm 2022, công ty cổ phần Thị Nại Ecobay còn nợ 411,737 tỷ đồng tiền thuê đất và đã trễ quá 90 ngày phải nộp, nên vừa rồi, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn đã cưỡng chế các tài khoản của công ty này đăng ký để thu hồi tiền nợ thuê đất, nhưng trong các tài khoản đều không có tiền. Theo chỉ đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chi cục Thuế sẽ tiếp tục cưỡng chế hóa đơn. Nếu doanh nghiệp vẫn không chấp hành, thì đơn vị sẽ tham mưu, đề xuất tỉnh thu hồi dự án để tránh lãng phí tài nguyên đất. Được biết tổng tiền thuê đất đối với dự án trên là 1.100 tỷ đồng, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi giảm thuế 80 tỷ đồng. Việc còn nợ tiền thuê đất và chậm trễ trả khoản tiền này sẽ khiến dự án không được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, dẫn đến dự án có nguy cơ chậm thực hiện. Đến tháng 10 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quyết định thu hồi quyết định giao đất, cho thuê đất vào năm 2018 của dự án để thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/500 công trình khu du lịch sinh thái biệt thự đầm Thị Nại theo quy định. Cụ thể điều chỉnh lại phần diện tích đất đã cho doanh nghiệp thuê. Trước kia khi giao đất bao gồm cả diện tích mặt nước, phần đất liền kề mặt nước nên không phù hợp. Từ năm 2019, doanh nghiệp cho san ủi rất nhiều diện tích cây rừng ngập mặn ven đầm Thị Nại. Tuy nhiên đến nay, dự án vẫn chỉ là bãi đất hoang vắng, chưa có động thái triển khai nào khả quan. Bên cạnh yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện dự án nêu trên, giao Sở Xây dựng tỉnh kiểm tra việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng dự án theo quy hoạch chi tiết, xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tháng 1 năm 2020. Dự án trên từng bị người dân chuyên gia phản đối khi xâm hại, phá vỡ cảnh quan sinh thái và lá phổi xanh của thành phố Quy Nhơn.